Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 18 tháng 9. Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Chỉ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km h giật giờ cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km h Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 18 tháng 9. Miền Đông Nam Bộ, ngày nhiều mây, trời nắng gián đoạn, trưa trời tiếp tục dễ chịu. Chiều và tối nhiều nơi có mưa rào, mưa dừa và dông, có nơi xuất hiện mưa to đến rất to, ban đêm trời mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Miền Tây Nam Bộ, ngày không khí dịu mát và kéo dài đến trưa. Chiều và tối, phần lớn các nơi có mưa rào, mưa dừa và có nơi có khu vực có dông. Đêm không khí dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trong ngày 18 tháng 9, khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo ngày có lúc nắng, trưa trời duy trì trạng thái mát mẻ, chiều và tối nhiều khu vực có mưa rào, một số nơi có khả năng mưa dừa, mưa to, ban đêm trời dịu mát, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ, gió tây cấp 3. bà con nông dân, hiện nay trên các vườn trồng ca cao, bọ xích mũi đang là đối tượng dịch hại có chiều hướng phát triển gia tăng cả về diện tích và mức độ hại. Trưởng thành của bọ xích mũi có hình thái giống con mũi nhưng kích thước lớn hơn, cơ thể màu vàng nâu hoặc xanh nhạt. Chúng thường gây hại nặng ở những vườn rậm rạp, có cây che bóng quá dày. Khi bị hại nặng, búp và lá non xoan lại, khô héo, trái non kém phát triển hoặc chuyển màu đen rồi héo khô. Trái đã lớn bị chích sẽ phát triển dị dạng, ít hạt và dễ bị nấm vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Để quản lý bỏ xích mũi gây hại ca cao, theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bà con nông dân nên vệ sinh giường sạch sẽ, tỉa cành tạo tán để giường luôn thông thoáng, thu gom lá, cành và trái bị hại đem tiêu quỷ. Bón phân hợp lý, sử dụng phân hữu cơ quay mục hay nấm vi sinh kết hợp với chế phẩm sinh học cô đẹp ma để giúp cây phát triển tốt. Nhân nuôi thiên địch trong giường ca cao để diệt bỏ xích mũi như là kiến đen, à kiến vàng, bọ ngựa. Duy trì thảm cỏ để che phủ nhằm cải tạo đất, đồng thời làm nơi cư trú cho thiên địch. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bỏ xích mũi, bà con nông dân nên áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc và nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì về liều lượng và thời gian cách ly. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.